Xin chào mừng toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Xuân Quyết, Long Biên, Hà Nội. Mới nhất trong ngày hôm nay đây, bên em tiếp tục giới thiệu đến toàn thể quý vị, anh chị và các bạn một mẫu xe vừa về bên em. Đây là một siêu phẩm hiếm có khó tìm còn sót lại tại thị trường miền Bắc cũng như ở tại Việt Nam. Đây là một chiếc xe đến từ thương hiệu Toyota. Đó chính là một chiếc xe Toyota Camry 2.4 đời 2003. Chúng ta thấy không ạ, một chiếc xe Camry 2003 để mà còn được đẹp, khỏe, bóng, bẩy, óng ả như này thì phải nói là rất hiếm quý vị nhé. Đây là một chiếc xe nguyên bản chính chủ từ đầu, được mang biển kiểm soát là 16 thành phố Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng. Biển rất đẹp luôn quý vị ạ, 16H3983. Một biển số phải nói là con số rất đẹp, rất là ưng ý với bản thân em. Chắc chắn là quý vị, anh chị và các bạn cũng sẽ rất là thích biển số này thôi. Còn lại nếu chúng ta có thể thay đổi rút hồ sơ sang tên thì bên em sẽ có dịch vụ rút hồ sơ sang tên trên toàn quốc quý vị nhé. Chiếc xe này thì em muốn giới thiệu đến toàn thể quý vị, anh chị và các bạn này. Sơn của xe là 85% là sơn zin quý vị nhé. Về bên em thì có đánh bóng, còn lại là nguyên bản tuyệt đối toàn phần quý vị ạ. Về phần động cơ thì chiếc xe này là 2.4 cho nên khả năng vận hành rất là khỏe, êm ái. Và đặc biệt nhất là gì ạ? Rất là tiết kiệm nhiên liệu, chỉ 10 lít trên 100km thôi. Nếu chúng ta chạy ở nội đô, còn nếu chúng ta di chuyển ở đường trường nhé quý vị, thì nó chỉ vào là 8 lít 100km thôi. Rất là tiết kiệm nhiên liệu. Mà cái độ cách âm chống ồn của chiếc xe này thì phải nói là Camry mà, nó là một xe phân khúc hạng D, không có gì để mà chúng ta có thể là phàn nàn cả. Bởi vì cái độ cách âm chống ồn nó quá tuyệt vời luôn. Xe thì được trang bị ở ngoài là ngoại thất màu đen bóng, và đã được phủ một lớp ceramic, cho nên là nhìn rất là bóng, óng ả, rất là đẹp. Toàn bộ dàn kính của xe là đã được trang bị là dán phim tráng gương, phim cách nhiệt 3M. Đây là một cái phim mà có rất nhiều tác dụng cho chúng ta, đặc biệt nhất là chị em phụ nữ mà ngồi lái, chống tia UV, tia cực tím, chống nóng rất là tốt. Tiếp theo nữa, chiếc xe này thì được trang bị là rất nhiều công nghệ quý vị nhé. Ở đằng sau là camera lùi. Tiếp theo nữa là gì ạ? Camera hành trình thì có cảnh báo nguy hiểm phía trước với những cái xe phía trước đang di chuyển, đo khoảng cách luôn là 5m, 3m hay 100m, và sẽ nói luôn ở trên cái màn hình là xe phía trước quá gần, chúng ta cần phải kiểm soát tốc độ. Cũng như chúng ta đang đi ở làn này, ta chuyển sang làn khác, thì trên chiếc màn hình cũng sẽ cảnh báo luôn cho chúng ta là xe chạy sai làn, cần phải bật xi nhan, hoặc là chúng ta phải tập trung lái xe hơn. Đấy là tính năng công nghệ mà được trang bị trên chiếc xe này. Đặc biệt nhất là về hệ thống giải trí âm thanh trên Camry quý vị ạ, nó rất hay. Nhưng mà cái điều hay hơn nữa là gì ạ? Đã được nâng cấp một loa súp chất lượng cao vào chiếc xe này rồi. Cho nên là cái khả năng giải trí âm thanh trên chiếc xe này nó là đỉnh cao luôn quý vị nhé. Nếu đây là lần đầu tiên toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đang xem video clip của em, hãy ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh ở phía bên phải màn hình nhé, và bật vào chuông thông báo để đón nhận những video hữu ích và những chiếc xe đẹp tiếp theo trong tương lai. Em là Xuân Quyết, chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả các dòng ô tô cũ từ 2 đến 9 chỗ ngồi. Địa chỉ trưng bày tại số nhà 36 km 3 cầu Độc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội. Văn phòng làm việc tại số 406 Ngô Tự Đức, Giang, Long Biên, Hà Nội. Số điện thoại của em để dưới màn hình là 0365639999. Zalo của em là 0775805555. Zalo cũ là 0975235684. Ngay sau đây, mời toàn thể quý vị, anh chị và bạn cùng với em đi tổng quan một vòng chiếc xe này, và em sẽ giới thiệu chi tiết từng phần một để cho quý vị, anh chị bạn cùng chiêm ngưỡng và cùng xem. Đầu tiên thì em mời chúng ta sẽ cùng với em đi tổng quan một vòng để chúng ta được chiêm ngưỡng về cái gì ạ? Nước sơn trên chiếc xe này, cũng như là dàn kính đã được dán tráng gương, cho nên là chúng ta thấy không ạ? Hình ảnh của em được phản chiếu luôn ở trong này. Nếu mà quý vị, anh chị và các bạn đi ngoại giao, đi tiếp khách, đi gặp gỡ khách hàng, hoặc là chúng ta đi đâu đó với những người bạn của chúng ta, thì đây là một chiếc xe rất là hữu dụng, bởi vì là cái khả năng kín đáo riêng tư rất là tốt. Từ cái việc là tất cả các kính, không có kính nào chúng ta có thể nhìn vào trong khoang lái của chúng ta được, chúng ta chỉ di chuyển nhìn ra ngoài thôi. Về phần sơn, bề mặt sơn chúng ta quan sát đấy, một chiếc xe từ 2003, nhưng phải nói thật sự với quý vị là để mà tìm được một chiếc xe đẹp chất như này thì em cam kết quý vị là trên thị trường sẽ không có chiếc thứ hai đâu. Đây là một chiếc xe dành cho người khó tính nhất và có những cái tiêu chuẩn khắt khe nhất. Mà quý vị, anh chị bạn xem video này thì hãy gọi cho em để sở hữu em nó nhé. Giá thì em sẽ báo chi tiết ở phần cuối của video. Và chiếc xe này bên em chào bán với giá cũng rất yêu thương thôi, chưa đến 280 triệu chúng ta đã sở hữu chiếc xe này rồi. Camry 2.4 là một phân khúc xe hạng D. Chính như vậy là chúng ta quan sát đấy, xe rất là rộng, rất là dài, rất là trường xe. Về phần cốp chúng ta thấy không ạ, cả một cái mảng kính hậu phía sau này nó rất là rộng, cho cái khả năng chiếu sáng vào bên trong rất là tốt. Và đằng sau cái lớp kính, đằng sau cái lớp phim tráng gương này là được một cái rèm rất là hữu dụng, xe đi cho nó giảm ánh sáng và cũng như là giảm được cái hệ thống đèn pha rất là tốt.
Về phần bên hông của xe phía bên phải thì chúng ta quan sát bên trái bên phải đều đẹp như nhau. Tất cả xe là gì ạ? Sơn bóng óng ả từng cm một quý vị nhé. Trên chiếc xe này thì chỉ có duy nhất dàn lốp là thay mới thôi. Còn lại kể cả từ những cái la răng thì cả 5 quả la răng, cả la răng ở trong cốp gọi là la răng sơ cua, lốp sơ cua đấy, còn rất đẹp. Ngay bây giờ em sẽ nổ máy, bật điều hòa và em mở cho quý vị anh chị và bạn cùng xem với cái khoang động cơ của chiếc xe Camry 2003 đẹp mới như một chiếc 2017 cho chúng ta xem nhé. Máy đã nổ quý vị ạ, điều hòa đã bật, nấc gió đang để ở số 3 cho nó mát, gọi là gần như là toàn xe full luôn trong vòng 1 phút rồi đấy ạ. Mời chúng ta đứng cạnh ở bên ngoài nắp capo đấy. Cảm giác như là em không nghe thấy bất kể một cái tiếng máy nào nó vọng ra bên ngoài. Được không ạ? Chất ở đấy quý vị ạ. Mời chúng ta quan sát cho em đây này. Cái thanh ca đăng này gần như là không có vết xước quý vị nhá. Đẹp từng cm một này, không có một vết xước luôn. Cặp đèn của xe thì 2003 nó vẫn là đèn bi salon thôi, nhưng mà chúng ta nhìn này, trong vắt thấu kính xuyên suốt từ ngoài vào trong, không hề có dấu hiệu của sự dạn chân chim hay là bị vàng ố quý vị ạ. Phía bên dưới của cái cặp đèn pha là được trang bị luôn một cặp đèn sương mù. Thì cặp đèn sương mù này là bật tắt ở phía bên trong. Ca đăng tản nhiệt của xe thì được làm hai phần. Phần bên dưới là nhựa, đưa cái gió vào làm mát cho khoang động cơ. Phía trên là mạ chrome. Thì ngay bây giờ em sẽ mở cái nắp mạ chrome này lên, cái capo lên để cho chúng ta cùng chiêm ngưỡng nha quý vị. Trên chiếc Camry này thì mở cái nắp capo này chỉ rất nhẹ nhàng bằng một ngón tay thôi. Bởi vì ạ, được lên bằng cần thủy lực. Mà chúng ta quan sát cho em đây này, cái cần thủy lực này quý vị nhá, nó lại là cái cần rất là mượt mà, bởi vì là cái cần zin theo xe. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát luôn cho em về cái phần bên mắt bèo và ở cái phần đầu sắt xi phía bên lái của xe. Đấy, chúng ta quan sát từng con ốc này, còn rất đẹp luôn, 7 màu quý vị nhá. Tai đèn máng nước đây quý vị này, những con ốc này nguyên bản zin tuyệt đối toàn phần luôn quý vị ạ, không có một con ốc nào có vết cả. Những cái tai đèn này quý vị ạ là không có dấu hiệu của một chút nào gọi là lão hóa theo thời gian đâu. Rất đẹp. Phải nói là 2003 mà đến bây giờ còn một chiếc xe như này phải nói là một siêu phẩm quý vị ạ. Rồi chúng ta sẽ quan sát gần cho em đây này. Cái đây là cái mà chúng ta dễ cảm nhận được là những cái gì ạ? Các cái đường gân mỏng, rất là mỏng ở đây nhá. Thì đây nó là cái thanh rằng mặt bích của xe. Thì chúng ta thấy đấy, nó rất là mỏng mà nó rất là đẹp. Bên trong là lớp sơn tĩnh điện, không có dấu hiệu nào của một gọi là sự cong vênh. Còn nếu một chiếc xe có va chạm thì nó sẽ cong vênh những cái này. Cho dù là có đưa vào để phục chế lại thì nó sẽ không thể đẹp sắc nét được như này quý vị ạ. Tem giấy của nhà sản xuất vẫn dán ở trên này còn nguyên. Còn một chiếc xe mà gọi là rửa tẩy nhiều thì nó sẽ bong mất cái tem này đi. Chạy sang phía bên này thì những cái tai đèn ở đây cũng thế, chúng ta quan sát cho em kỹ đấy. Nó rất là đẹp. Đây quý vị này, các cái máng nước này, những con ốc này, rất đẹp này. Phía bên đây là cái bát bèo ở phía bên phụ của xe. Chúng ta quan sát thấy không? Rất đẹp quý vị nhá. Đây là một cái hệ thống phanh ABS. Trên chiếc xe này được trang bị 4 phanh đĩa và phanh đĩa tản nhiệt kết hợp với cả hệ thống chống bó cứng ABS cả 4 bánh, cho nên là cái khả năng phanh rất là an toàn, giúp cho chúng ta di chuyển phải nói thật sự là đầm chắc êm ái. Khi chúng ta gặp chướng ngại vật chúng ta chỉ phanh này, xe nó sẽ dúi đầu xuống, rất là thích. Đấy, những cái cảm giác đấy thì chúng ta phải cầm lái bằng ta đi chạy trên cao tốc tốc độ 100-120, chúng ta giảm xuống 80-70 chúng ta mới cảm nhận được cái chất lượng phanh cũng như là cái ABS hoạt động thật sự là yêu thích như thế nào quý vị ạ. Rồi ngay sau đây chúng ta sẽ đi quan sát sâu cho em về cái khoang máy ở chiếc xe này. Máy của xe là em không hề có rửa dọn quý vị nhá. Chúng ta quan sát đấy, máy của xe này khô rong luôn mà toàn là bụi bám thôi, không có dấu hiệu của cái sự rửa bằng nước lã hay là CO2. Tất nhiên là cái việc mà xe đi lâu máy bẩn thì chúng ta có thể là rửa bằng CO2 là chuyện rất bình thường. Nhưng trên chiếc xe này quý vị ạ là bên em không hề có rửa dọn một giọt nước lã vào đây. Đây là một trái tim, một khối động cơ phải nói rất mạnh mẽ, uy lực trên chiếc Camry 2.4 này. Thì chúng ta quan sát đấy, em đã mở cái nắp để mà thay dầu để chúng ta nhìn cái thằng cò. Chúng ta thấy không ạ, một chiếc xe chạy hơn 15 vạn thôi, cho nên là tất cả mọi chi tiết ở bên trong, kể cả dàn cò ở trên cùng này là cái chỗ mà bơm dầu lên ít nhất, nó cũng còn rất là vàng óng, rất là đẹp. Chúng ta thấy không ạ, để mà tìm được một chiếc xe đẹp chất như này thì phải nói thật sự quý vị là rất hiếm đấy. Còn nói về keo chỉ quý vị nhá, thì trên chiếc xe này sơn zin 85%. Thì có cần phải kiểm tra về keo chỉ không ạ? Bởi vì là sơn đã nguyên rồi ấy, thì không nói về vấn đề keo chỉ. Bởi vì keo chỉ trên chiếc xe này, quý vị nhìn cho em đây, sơ qua một tí nhá, zin toàn phần đấy, không có bất kể một chỗ nào có dấu hiệu của
sự rơi rụng hay là bong chóc cả, chứ không nói đến vấn đề là bị va chạm đâu quý vị ạ. Nó là quá đẹp luôn. Lòng nắp cabo thì chúng ta nhìn đấy, chỉ cần gõ thôi là ông đã cảm nhận được là cái chất tôn ở trên chiếc xe này nó như nào rồi. Chúng ta biết rồi, Camry là một phân khúc xe hạng D và một trong những chiếc xe mà phải nói là đầm chắc chất lượng, được đánh giá rất là cao cấp. Thì cái phần tôn của xe ấy, nó rất là dày, nó rất là đanh, nó rất là chắc. Chúng ta di chuyển thì mới cảm nhận được cái độ đầm và cái độ dập dình của nó như nào. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ quan sát cho em về cái phần cua lốp của xe này. Đây là phần cua lốp phía đằng trước quý vị nhá. Chúng ta thấy đấy, nó là quá đẹp luôn. Cái chỉ cua lốp đây này, chúng ta sờ vẫn còn nguyên hết quý vị nhá. 5 quả la răng đúc trên chiếc xe này thì đều là gì, hợp kim nhôm phay xước và được làm đa chấu, là 10 chấu. Logo của Toyota nằm ở trung tâm, còn rất đẹp. Cái đĩa phanh này quý vị nhá, là về bên em không hề có láng, mà chỉ có thay là gì 800.000 đôi má phanh trước. Bởi vì là khi trước ấy, là cái má phanh để lâu, rửa dính nước là phanh nó kẹt, thì về bên em thay có duy nhất 2 cái má phanh trước thôi, là 800k. Mà phải nói là gì ạ, cái đĩa nó rất là phẳng, rất là đẹp. Tiếp theo nó là dàn lốp của xe. Đây là một dàn lốp rất là mới, rất là dày. Chúng ta có thể chạy được 5 vạn nữa chúng ta mới phải thay dàn lốp này. Đời 2003 thì trên chiếc Camry này chưa được tích hợp xi nhan ở trên gương đâu, chỉ có là xi nhan ở bên hông này thôi, và được trang bị là động cơ VVTi. Tất nhiên là động cơ VVTi thì đến bây giờ 2009-10 trên những cái chiếc xe mà A-tip số tự động, số sàn thì cũng vẫn là động cơ VVTi. Camry thì bao giờ cũng đi đầu trong tất cả những cái mà công nghệ rồi quý vị ạ. Đây là chiếc chìa khóa điều khiển từ xa. Trên chiếc xe này tích hợp gương điện, kính điện và kính bên lái là kính auto. Chỉ cần ấn mở khóa thôi là gương tự động mở, và ấn khóa là tự động sẽ cụp gương lại. Bây giờ thì chúng ta sẽ quan sát cho em đây, về phần keo chỉ cũng như táp ly của cánh cửa phía đằng trước. Đẹp từng cm quý vị nhé. Không có bất kể một chỗ nào gọi là có dấu hiệu của bong chóc cả. Chưa nói đến cái việc là han gì đâu. Đấy. Về phần táp ly thì chúng ta quan sát cho em đây này. Trên chiếc xe này ấy, nội thất của xe nó là nội thất nỉ, nguyên bản nỉ màu kem như này quý vị nhé. Nhưng mà chủ ấy, người ta đã nâng cấp lên nội thất da. Và cái bộ nội thất da này nó là ghế da xịn. Nguyên cái nội thất da này ấy, là màu kem, rất là sang, thoáng để chúng ta di chuyển ngày hè nóng bức như bây giờ. Thì cái da này này, cái bề mặt da này ấy, nó là cái bề mặt da thông thoáng, nó là da có lỗ cả phần dưới cái phần ngồi cũng như là cái phần lưng của chúng ta, thì giúp cho cái khả năng để mà thoát được mồ hôi rất là tốt. Chúng ta quan sát cho em về cái phần nỉ đây này. Cái nỉ ở trên táp ly này mới là cái đáng nói. Nó còn nguyên bản, nó đẹp, nó không có dấu hiệu của bị xù hay là bị bẩn quý vị nhé. Và tất cả những cái thanh ốp chạy dọc ở cánh cửa táp ly ăn vào táp lô thì đều là nhựa, được ốp giả vân gỗ và được phủ bóng một lớp nhũ ánh 7 màu. Chúng ta chỉ cần đưa đèn vào soi thôi là cảm nhận được ngay. Về phần táp ly chúng ta nhìn đấy, trên này là cao su non và được bọc lớp da. Ở phần dưới đây là nỉ, dưới này là cao su non màu kem. Trang bị luôn là một cái miếng phản quang ở đây, là khi mở cửa thì sẽ báo cho những người đằng sau là à, ô tô ông này đang mở cửa. Em đóng cửa vào, tiếng đóng cửa rất là chắc chắn. Sang cánh cửa phía sau thì chúng ta quan sát như này, là một chiếc xe phân khúc xe hạng D ấy, thì là mở nó rất là rộng, gần như là mở được tới vuông góc luôn. Thì đây nó chỉ là góc khoảng tầm là 85 độ thôi. Chứ còn những cái chiếc xe phân khúc hạng C, hạng B ấy, thì mở nó chỉ được có thế này thôi quý vị ạ. Thế thì cái khả năng mà bước lên xuống ra vào thì nó rất là chật hẹp. Nhưng đây là một chiếc xe phân khúc hạng D cho nên là khi mà chúng ta mở cửa ấy, nó rất là rộng rãi để chúng ta bước vào, chúng ta ngồi ở bên trong. Chúng ta sẽ quan sát cho em về cái phần hàng ghế ở phía sau cũng như là phần táp ly ở trên cánh cửa. Nội thất ở phía hàng ghế sau chúng ta quan sát đấy, nội thất da gần như là còn chưa có người ngồi đến nhé quý vị. Và được trang bị luôn một cái bệ tì tay nằm ở trung tâm đây này. Đó. Thì nếu mà chúng ta đi hai người thì mỗi người ngồi bên và đặt cái bệ tì tay ở đây. Và nếu mà chúng ta đi ba người thì chúng ta sẽ chỉ cần gập cái bệ tì tay lên thôi là chúng ta đã có chỗ ba người ngồi rồi. Còn nếu mà hai người ngồi thì chúng ta có thể là ngồi đây. Rất là rộng quý vị này. Ghế ở trên em đã chỉnh cái độ ngả của em ấy, người ngồi lái này bao giờ em ngả rất là cao. Còn khoảng tầm là 25 27 phân nữa mới tới cái vai ghế ở đằng trước. Tiếp theo nó là ngồi chúng ta để tì tay thế này. Thì phải nói thật sự quý vị là di chuyển hàng nghìn km trên chiếc xe Camry không thấy đau mỏi lưng hay là mệt mỏi gì cả.
Bởi vì Camry là một phân khúc xe dành cho ông chủ, dành cho giám đốc, dành cho doanh nghiệp. Chính như vậy là những cái thứ mà được trang bị do hàng ghế sau nó gần như là tốt nhất quý vị nhé. Ở đây có một cái ấn này, mở ra để chúng ta có thể để hai chai nước vào đây. Đóng vào, gập lên. Và phía đằng sau đây quý vị này là được trang bị luôn một cái rèm nhé quý vị. Thì cái rèm này chúng ta có thể là hạ xuống như này. Đó. Và hai cái loa thì nằm ở phía này. Và chúng ta có thể cho cái rèm này lên để mà chống nắng cho chúng ta này. Cài lên thôi. Nó rất là nhẹ nhàng. Một động tác là đã giúp cho cái xe rất là riêng tư rồi. Bây giờ em sẽ mở cốp cho chúng ta xem về cái phần keo chỉ và cái khoang chứa vali ở cốp xe. Trên chiếc xe này quý vị ạ, thì nó nguyên bản tuyệt đối từng phần từng chi tiết một. Trước tiên chúng ta sẽ quan sát cho em này về cái thấu kính đèn, đèn hậu. Trên cái đèn hậu này quý vị ạ, chúng ta thấy không? Tất cả những cái nhựa này đã là bao nhiêu năm rồi mà nó còn đẹp như 2019, 2017. Nó xuyên thấu đi sâu ở trong này, không có một vết nào bị rạn nứt về chân chim đâu quý vị nhá. Đèn được tích hợp luôn ở trên cốp, vừa là đèn lùi, vừa là đèn xi nhan kết hợp với cả đèn phanh nữa. Chữ Camry này là chữ Camry tem nguyên bản zin này quý vị này. Thì trên chiếc xe này ấy, có những cái chỗ bong chóc ở cái chữ Camry này này, là một vài cái vết mà chrome ở đây nó bị bong chóc thôi. Còn lại nó đẹp từng góc cạnh luôn. Đấy, Toyota Camry nằm ở trung tâm. Đây là một cái thanh chrome. Cốp thì chúng ta có thể mở bằng chìa khóa hoặc là chúng ta mở ở trong chỗ vị trí ngồi lái. Bên cạnh đây là 2.4G. Chính như vậy là chạy nó rất là thích. Rồi bây giờ em sẽ mở cái cốp lên cho chúng ta xem này. Bên cạnh đây là trang bị là camera lùi nhá quý vị. Đây là camera Full HD đấy quý vị nhá. Đầu tiên ta quan sát xem về cái phần nỉ ở phía trên cái mặt cốp này chúng ta thấy không ạ? Không có dấu hiệu của gọi là bẩn, chưa nói đến cái việc là bị rách ở đâu đâu. Rồi, chúng ta đi xuống chúng ta quan sát xem cái khoang để mà chứa hành lý. Thì phải nói thật là nếu mà quý vị anh chị các bạn đi chơi xa trên chiếc xe này để được 6 cái vali to. Đấy, còn nếu mà các bác mà chơi golf thì chiếc xe này để được 2 bộ golf còn dư giả rất nhiều chỗ. Bây giờ em sẽ cho chúng ta quan sát về cái lòng đựng lốp sơ cua và cái lốp sơ cua được trang bị trên chiếc xe này nó đẹp như nào quý vị nhé. Em sẽ lở dở cái miếng nỉ này lên này. Đẹp thì đẹp từ cái miếng nỉ trở lên quý vị ạ. Đấy, một chiếc xe giữ gìn. Bên dưới này có cả một miếng bạt nữa này. Chúng ta quan sát cho em cái lốp đây này. Đẹp không ạ? Tất cả miếng la răng này này là la răng đúc hợp kim nhôm phay xước. Thì cái hay của cái chiếc xe này này là phay xước nó sẽ có là gì ạ? 5 cái thanh này phay xước này. 1, 2, 3, 4, 5 thanh phay xước. Và 5 cái thanh, cái chấu này là nhôm phủ nhũ. Cho nên ấy, nếu mà có bị chảy xước ấy, thì để khả năng phục hồi cái la răng này nó rất là khó. Nhưng đây là một cái la răng còn nguyên bản zin đẹp như này. Còn cái lòng đựng ốp sơ cua chúng ta quan sát cho em đấy. Cái bề mặt sơn nó là sơn tĩnh điện. Nó đẹp từng góc cạnh, từng chi tiết. Không có bất kể một chỗ nào gọi là bị chảy xước. Chưa nói đến cái việc là han gì. Nó quá đẹp luôn. Còn về cái gầm của chiếc xe này thì quý vị không cần phải quan tâm đâu. Bởi vì nó là Camry rồi. Mà lại một chiếc xe chạy 15 vạn nó quá giữ gìn, quá chắc chắn, quá chất rồi. Cho nên là gầm thì chúng ta không cần phải xem. Em nói nó là chuẩn. Tiếp theo là chạy sang phần hông ở phía bên lái của chúng ta. Thì chúng ta nhìn đấy, tất cả các cái bo ke, các cái góc cạnh, các cái đường chỉ chạy trên cái thân xe, chạy dọc nhá quý vị. Suốt từ đằng đuôi xe ra đầu xe, nó là một cái thân chỉ chạy thẳng tắp luôn. Còn nếu mà một chiếc xe đã sơn lại hoặc là có cái sự cọ sát va chạm ấy, thì nói thật với quý vị như này này, các cái gân này này không bao giờ làm thẳng ở đâu. Nó sẽ có cái độ là chênh lệch giữa các cái khớp mở với nhau. Chẳng hạn như là cái phần này là phần đuôi xe, và chúng ta mở ra này thì cái phần gân của cánh cửa nó sẽ có độ chênh lệch cao thấp. Chúng ta quan sát đấy, thẳng tắp luôn quý vị nhá. Không có dấu hiệu của một sự sai lệch cho dù là tính bằng gọi là không phải bao nhiêu ly đấy. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ quan sát cho em tiếp theo cánh cửa phía đằng sau, phía bên lái. Đẹp không ạ? Từng cm luôn. Nếu mà quý vị anh chị các bạn về mà lại không thích cái bộ nội thất da hơn 7 triệu này ấy, thì chúng ta lại tháo ra thôi, lại đi ghế nỉ. Rất là ok. Đấy. Nhưng mà theo em nghĩ là để ghế da này thì nó sẽ sang trọng, sang xịn mịn hơn. Tiếng đóng cửa thì bất kể cánh cửa nào cũng thế rất là chắc chắn. Đây là một trong cánh cửa mà được mở nhiều nhất, một cánh cửa nhạy cảm nhất, đó chính là cánh cửa lái. Cho dù là bạn đi một mình hay bạn đi với ai thì trên cánh cửa này cũng phải sử dụng nhiều nhất. Thì chúng ta quan sát cho em đấy, xem là nó có bị chảy xước ở đâu không, bị rách ở đâu không, cái nỉ này nó có bị xấu ở chỗ nào không. Đấy, chúng ta nhìn quan sát gần cho em đấy. Em quay rất chi tiết cho chúng ta quan sát đấy. Đây nhá quý vị, bốn cánh cửa lên xuống điện này. Cánh lái này là cánh cửa auto này, ấn một chạm mở khóa lên là tự động xuống, tự động lên này.
chốt cửa trung tâm cả bốn kính này. Khi mà chiếc xe này di chuyển nhá, chỉ lăn bánh trong vòng tốc độ đến 10 km thôi là tự động chốt cửa, rất an toàn. Đấy, còn nếu không chúng ta có thể chốt cửa bằng tay, mở cửa bằng tay ở đây. Chỉ cần ấn khóa cửa thôi là gương cụp ấn mở cửa thôi là gương sẽ tự mở ra. Phía bên đây là trang bị là toàn bộ hệ thống điều chỉnh gương trái phải lên xuống trước sau. Thì gương là được điều chỉnh ở đây là bằng tay. Đấy, nhưng mà nó là gương điện thôi. Trên chiếc xe này thì loa được trang bị là 4 loa toàn giải và được trang bị là 2 loa tép kết hợp với là một cái loa súp như lúc đầu em nói đấy, là gần 4 triệu được đặt ở dưới gầm ghế. Cho nên cái chất lượng âm thanh nó là miễn bản luôn. Nhưng mà vì một cái lý do bản quyền cho nên em không test âm thanh ở trên chiếc xe được. Còn quý vị anh chị các bạn chỉ cần ngồi lên thôi, em mở cho chúng ta nghe thì biết chất âm thanh ngay. Vị trí ngồi lái của chiếc xe Camry 2.4 này chúng ta thấy không ạ? Rất là thoải mái, rất là thoáng, rất là dễ chịu và không hề bị đau lưng. Bởi vì chiếc ghế này ấy, là có bơm ghế ở phía đằng sau để chúng ta bơm nó lồi lên, lõm xuống rất là tốt. Và điều chỉnh ghế là 8 hướng bằng cơ nha quý vị. Và chúng ta khi mà chúng ta lái xe di chuyển ấy, thì chúng ta có một cái bệ ở đây để chúng ta tì tay ở phía bên phải. Bệ ở đây chúng ta tì tay phía bên trái. Và cái bệ này, bệ tì tay này chúng ta có thể mở lên này. Thì có hai ngăn quý vị nhá. Một ngăn này chúng ta có thể để đồ đạc các thứ ở đây. Đó, chúng ta có thể đóng xuống này. Ta mở tiếp một ngăn nữa ở đây. Đây là một cái ngăn phải nói rất rộng. Và trong này có một cổng sạc 12V nhá. Thì chúng ta có thể cắm ở đây. Đó, cho cái tẩu cắm sạc vào đây để chúng ta sạc điện thoại của chúng ta di chuyển. Hoặc là chúng ta có thể chế cái này thành một cái cốp lạnh để chúng ta để đồ ở trong này này. Rất là gọn mà rất là mát. Đấy, có thể để nước uống, để những cái đồ mà khăn lạnh, khăn ướt gì đó. Tiếp theo ở đây là một cái phần yên ngựa quý vị này. Yên ngựa của chiếc xe này thì nó quá đẹp luôn. Rất là nhiều các cái hầm để chúng ta để đồ. Thì trên yên ngựa này chỗ này chúng ta để hai chai nước này, mở lên này, đóng xuống này. Phía bên đây ấy, là một cái chỗ ta để ấn này. Đó, chúng ta mở cái nắp này lên. Thì đây có một cái tẩu để chúng ta châm thuốc, cũng là một cái chỗ để chúng ta cắm sạc luôn. Đây là một cái chỗ chúng ta có thể để gạt tàn thuốc lá vào đây, đóng xuống. Ở đây là một cái hốc để chúng ta để nước hoa, để điện thoại, để cái gì đó ở đây. Tiếp theo nữa là được trang bị luôn ở phía đây quý vị này là một cái cổng sạc 12V nữa này. Đó, như vậy là chiếc xe có 3 cổng sạc rất là thuận tiện để cho chúng ta di chuyển. Toàn bộ phần yên ngựa này quý vị nhé là được nhựa ốp giả vân gỗ hết, nhìn rất sang trọng lịch sự. Về phần củ số và phần da bọc cái cần số này quý vị ạ, chúng ta quan sát xem đấy. Đây là cái lớp da phải nói là sờ rất là sướng, rất là thích, nó là lớp da zin nguyên bản bọc trên cái phần cửa số củ số của chiếc xe Camry này. Chúng ta thấy không ạ? Sờ rất là thích, củ số của xe đấy. Nó rất là đẹp, còn gai sần không hề bị bóng nha quý vị. Tiếp theo là về cái phần phanh tay này, rất là gần và cái khả năng lên xuống rất là nhẹ. Đặc biệt nhất nó không hề bị bóng, nó vẫn còn gai sần ở đây, rất là đẹp. Về phần nội thất của xe thì phần ghế như lúc đầu em đã giới thiệu là một cái bộ ghế da hơn 7 triệu. Cho nên là cái khả năng nó rất là tốt trong việc là thấm được mồ hôi. Tất cả những cái bề mặt này nó đều là da và có lỗ thông hơi. Tiếp theo là sang về cái phần nỉ trần của xe thì chúng ta quan sát cho em đấy. Một chiếc xe phải nói là trần còn sạch đẹp sáng trưng, không có một vết bẩn nào quý vị ạ. Chứ không nói đến việc là trải cọ hay là chảy xước, bởi vì chiếc xe này về bên em chỉ có rửa mũi vỏ và đánh bóng thôi đấy. Chứ còn không hề có tỉa sơn, cũng không hề có dọn nội thất khoang máy, nó đã đẹp như này rồi đấy. Các cái miếng che nắng hắt nắng đấy quý vị này, hoạt động rất là mượt mà, mà những cái nỉ rất đẹp. Ở phía đây được trang bị một hộp để kính này đấy, chúng ta có thể cho kính vào đây đẩy lên, và hai đèn để chúng ta đọc sách ở phần đây, và đèn mở cửa ở phía sau thì chúng ta chỉ cần mở cửa thôi là ngay lập tức là đèn sẽ sáng và đóng cửa là đèn sẽ tắt. Về phần nhựa ốp giả vân gỗ chúng ta quan sát ấy, từ phần táp ly trở ra về cửa gió điều hòa của táp lô đến bề mặt táp lô đều được ốp nhựa giả vân gỗ rất là sang, rất là nhìn rất là đẹp. Tiếp theo nữa đây ạ, là một trang bị một bóng khí ở ghế hành khách và cái phần táp lô chúng ta thấy không ạ, rất đẹp. Một chiếc xe không để ở ngoài nắng cho nên ấy, tất cả những cái mép, cái khe này này nó không hề có dấu hiệu của cái sự bị cong vênh quý vị nhá. Còn một chiếc xe để ngoài nắng nhiều ấy thì đây nó là lớp cao su không? Cao su này là cao su non và được bọc lớp da lên trên. Chính như vậy ấy, là nó sẽ có sự co giãn và cái chỗ nó sẽ bị vênh ra, chỗ nó sẽ bị co vào. Tiếp theo dưới cái phần bóng khí này được trang bị ở đây là một cái hốc để chúng ta chứa đồ rất là rộng, một cái USB và một cái SIM để cắm cái đầu này chúng ta giải trí nghe nhạc. Cái này chúng ta có thể dùng khóa, chúng ta khóa cái cốp này lại. Về phần màn hình của xe, đây là một chiếc màn hình Android chạy đa nhiệm được tất cả mọi thứ, chẳng hạn như là đây đầu ghi HD này. Thì em sẽ di chuyển để cho quý vị anh chị bạn quan sát được cái tính năng công nghệ hay ở trên cái chiếc đầu ghi HD này. Cái vạch xanh là cái vạch quỹ đạo để chúng ta di chuyển, và có đo luôn cái khoảng cách luôn đấy. Đó, đo khoảng cách với những xe phía trước là cách bao nhiêu mét, có đủ an toàn hay không. Còn nếu mà chẳng hạn như em chuyển làn này, khi mà chuyển làn thì nó sẽ báo đỏ. Chuyển quỹ đạo
Đó, di chuyển quỹ đạo sai, xin vui lòng chú ý. Và đang di chuyển đây là màu xanh. Bắt đầu đằng trước là có xe ở đằng trước mà cảm giác là không an toàn là sẽ hiển đến màu vàng. Và em sẽ đi gần hơn chút này. Đó. Xe phía trước quá gần xin chú ý. Xe phía trước quá gần xin chú ý và đo khoảng cách luôn. Bao nhiêu mét nó sẽ va chạm với xe phía trước. Đây là một cái tính năng rất là hay ở trên cái màn hình này và được trang bị trên chiếc xe Camry 2.4 này. Đó, đo khoảng cách rất chuẩn chính xác quý vị nhé. 2 mét là va chạm xe phía trước này. Rồi, và km về 0 thì sẽ không còn báo gì nữa. Thì chúng ta chỉ cần cài vào số lùi thôi. Là trên màn hình hiển thị là gì ạ? Cái góc nó rất là rộng. Một cái bán cầu gọi là hình cầu 360 độ đấy. Mà chúng ta di chuyển đánh lái thì sẽ hiển thị luôn ở trên này. Rất là sắc nét và rất là an toàn để chúng ta di chuyển nó không bị một cái chướng ngại vật nào cả. Chúng ta quay trở lại thì nó lại trở về đầu ghi như này. Chạy đa nhiệm. Phía dưới màn hình này là được trang bị là hệ thống điều hòa. Thì đây là hệ thống điều hòa chỉnh bằng cơ. Đấy, nước gió, AC, gió ngoài, gió trong. Bên này là các cái hướng gió. Và bên đây là nút cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo ở trên đường. Đây là cái báo hiệu đèn bắt với cả chìa khóa thông minh. Đây là đồng hồ hiển thị tổng quan của chiếc xe Camry 2.4 quý vị nhé. Thì chúng ta quan sát đấy, đồng hồ ở phía bên trái đây là đồng hồ vòng tua máy. Đây là đồng hồ nhiệt độ của xe. Đồng hồ đây là đồng hồ báo về km. Đồng hồ nhỏ đây là đồng hồ báo về nhiên liệu. Và chúng ta nhìn đấy, odo tổng đây là 15.9 vạn. Tức là gọi là xe này chạy tròn 16 vạn đấy quý vị. Chip A này, chip B này. Thì một chiếc xe chạy hơn 15 vạn nó rất là chất. Tất cả cái khóe vô lăng quý vị này còn rất đẹp, không có chỗ nào bị mòn quý vị nhé. Không có chỗ nào bị mòn, bị chóc cả. Đẹp từng góc cạnh luôn. Logo của Toyota Camry nằm ở trung tâm. Đấy, bóng khí và phím còi nằm ở đây. Chúng ta thấy không ạ? Còn rất đẹp. Tiếp theo là đây là có các cái nút để mà ta ấn này, reset này, mode này, info này, lock này, là tất cả cái này là điều chỉnh ở trên cái đồng hồ phía trên của cái màn hình này, đồng hồ điện tử nhỏ nhỏ kia và đồng hồ điều chỉnh giờ luôn. Thì tất nhiên bây giờ em sẽ không quay được bởi vì là nó sẽ hơi bị ngược sáng. Trên chiếc vô lăng này chúng ta có thể điều chỉnh được lên xuống hai hướng quý vị nhé. Chúng ta gạt cái lẫy ở dưới này là điều chỉnh lên cao này, chúng ta hạ xuống thấp này, điều chỉnh lên này, chúng ta sẽ lái tùy thuộc theo cái khả năng mà chúng ta thích. Bên cạnh đây là được trang bị luôn một cái nút đèn chỉnh táp lô. Đấy, thì chỉnh cái đèn táp lô ở phía trên màn hình của chúng ta. Bên cạnh đây là mở ra để chúng ta để đồ hay là gì đó vào đây. Đây là cái nút đèn bật đèn gầm quý vị nhé. Chúng ta bật tắt ở đây. Rất là đa dụng, tiện lợi. Dưới đây là cái nút để mà mở cốp. Đây là cái nút cái hộp để mở cầu chì. Quý vị và các bạn quan sát cho em đấy, ba cái phần chân côn, chân ga, chân phanh. Đẹp mà không có dấu hiệu của cái sự bong chóc hay là mòn sâu bởi vì tất cả ba cái chân này nó còn rất đẹp. Em xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã xem hết video clip của em đến giờ phút này. Em vừa giới thiệu nhanh đến toàn thể quý vị anh chị và các bạn một siêu phẩm vừa về đến bên em. Đây là một chiếc xe Toyota Camry 2003, là một chiếc xe chất nhất tại thị trường luôn. Cam kết là không có chiếc thứ hai, cần tìm những người khách hàng yêu cái đẹp và cả những người khách hàng khó tính nhất thì hãy lựa chọn chiếc xe này. Chiếc xe này bên em chào bán với giá rất yêu thương 279 triệu là chúng ta đã sở hữu ngay một chiếc xe phân khúc hạng D Toyota Camry 2.4 bản G rồi. Em xin báo giá lại 279 triệu. Quý vị anh chị và các bạn đã sở hữu ngay Toyota Camry 2003 phân khúc xe hạng D với giá 279 triệu. Em là Xuân Quyết, chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả các dòng ô tô cũ từ 2 đến 9 chỗ ngồi. Nếu quý vị anh chị và các bạn xem video clip này thấy hay hữu ích, chiếc xe này anh chị em bạn bè người thân mình đang cần, hãy chia sẻ video này nhé. Và quý vị hãy để lại ý kiến đóng góp cũng như là cái bình luận từ ý kiến của quý vị ở phần bình luận phía dưới video này. Chúng ta quan tâm về vấn đề thủ tục mua bán, đặt cọc, chuyển khoản thì hãy đọc ở cái phần comment em để phía dưới video nhé. Em xin trân trọng cảm ơn. Xin chào, hẹn gặp lại toàn thể quý vị anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo.